Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Ưu điểm của em thì làm việc nhà đều được, nấu cơm, nấu ăn, kho thức ăn rồi sửa việc đồ trong nhà đều được. Giặt quần áo rồi quét nhà, lau nhà. Dạ, dạ. Nữa là có vợ có con là cho con bú này kia được không? Được không? Được ạ. Được, ba sửa được. Ok. Em bé được ha? Dạ. Thì là giỏi rồi. Có điểm yếu gì không Quân? Dạ, điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói xíu. Ít nói hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? À, một ạ. Một hả? Dạ. Dài không? Với vợ em đó anh. Hả? Với vợ em á, em đã có vợ. Em có vợ rồi hả? Dạ. Vợ em mất cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Trời, chia buồn với em. Mất cả vợ, mất cả. Em có một vợ và một đứa con hiện 5 tuổi. Con 5 tuổi ở với ai? Ở với em với lại bà nội. À, dạ. Là ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. Rồi, chia buồn với em ha. Yeah. Thôi, nhà gái đường tình thay sao? Mình có mấy mối tình rồi em. Khi mà nghe câu chuyện của bạn Nam bên cạnh thì em cũng rất là đồng cảm với bạn. Em thì từ thời sinh viên thì cũng có 2 mối tình. Xong sau đấy thì sau khi mà học xong đại học thì có đi học lên thì cũng có quen một bạn khác. Tuy nhiên là cái tình cảm này cũng không có được lâu dài, bởi vì là cảm thấy là quan điểm cũng như là lối sống cũng không có phù hợp nên là không có giữ được cái chuyện đó ạ. Chào em. Dạ, em chào chị. Chị buồn với hoàn cảnh của em ha. Dạ, em cảm ơn chị. Mặt rất là hiền luôn á. Dạ. Nhìn rất là thiện cảm luôn á. Bé gái có đeo ba không? Dạ, có chị. Thương ba lắm hả? Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em á thì sẽ như thế nào? Dạ thì hoàn cảnh của em thì như vậy thì em cũng mong muốn là một người hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của em. Và em cũng chỉ mong là nếu như mà hai người đến được với nhau á thì là cái việc mà yêu thương đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em thấy sao nè? Bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn Nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là trao đổi thêm gặp nữa bạn, ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn Nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ... Và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung ra được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Ít ra là về tính tuy nhiên tình là thì sao? Qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là... Map, em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng đọng thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ và cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Chàng trai bên đây rất là hiền. Dạ. À, nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? À, em thì rất là hy vọng là bạn Nam không hút thuốc. Rượu bia thì em không có cấm đoán gì vì một cái người bạn trong tương lai, nhưng mà em cũng hy vọng là biết dừng đúng lúc, biết kiềm chế rằng là mình nên uống như thế nào, biết từ chối như thế nào ạ. Rồi, dạ. Em trai có thuốc không? Dạ không. Em không thích điều gì ở phụ nữ? À, cũng không thích phụ nữ là hay khơi cái chuyện cũ anh. Dạ. À, em muốn tìm một người yêu thế nào? Thì cùng em xây đắp gia đình. Đơn giản vậy thôi hả? Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại ba em của em, ba em gái. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng chị gái trên khán đài và quý vị khán giả trong trường quay. Hôm nay là em rất vui được đồng hành cùng anh tới chương trình này. Em xin nhận xét về chia sẻ với anh trai của em là anh trai của em thì là rất là hiền lành, sống tình cảm. Về chị gái thì em thấy chị dễ thương, vui vẻ. Cảm ơn ạ. Dạ. Em mong anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Được sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu không thì sẽ làm bạn của nhau. Dạ em xin hết. Còn em? Hôm nay thì đến với chương trình thì em có đi cùng với em họ em. Thì bạn đang ngồi dưới ạ. Rất vui là được gặp chú Quỳnh Linh và cô
Hồng Vân. Cháu tên là Ly và cháu là bạn của chị Tâm cũng một thời gian rất là dài rồi. Thì chị Tâm là một người rất là thẳng thắn này, tỉ mỉ, cũng là một người phụ nữ của gia đình đấy. Và cháu thấy là chị cũng rất là khéo léo nữa. Còn anh hôm bên đây thì em thấy anh cũng là một người rất là chín chắn này, trưởng thành rồi, và vì cũng có gia đình rồi nên là em cảm thấy là anh cũng là một mẫu người đàn ông, em thấy là cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì em vẫn suy nghĩ về vấn đề là cái chuyện mà có em bé, có gia đình rồi, thì cái này thì là ở chị Tâm thôi. Nếu như mà cảm thấy mà hai anh chị tiếp xúc một khoảng thời gian, cho nhau cái cơ hội mà cảm thấy hai anh chị hợp nhau và có thể có một cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những cái yếu tố đó, thì em cũng rất là mong là anh chị sẽ có một cái kết thúc thật là happy. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quân. Chào. Chào ạ. Thì đến với chương trình anh có bó hoa và là Dạ, em cảm ơn ạ. Ủa, bánh tráng này là sao? Dạ, kẹo đậu phộng. À, đây là đặc sản của quê bạn mà. Đặc sản. À, cái này gọi là cái gì nè? Cú đơ. Bánh cú đơ. À, cú đơ, cú đơ. Đến với chương trình thì mình cũng có chuẩn bị tặng bạn một cái chậu cây kịp tiền. Thực ra thì cái mong muốn đầu tiên thì là cũng là mang lại cái không gian xanh đến cho bạn, cũng như là giúp thanh lọc không khí tốt hơn. Cái cuối cùng thì cũng là mong là mang lại may mắn cho bạn trong cái thời gian bạn trưng cây. Em cảm ơn. Còn tờ báo này là gì em? Dạ, đây là bài báo viết về vợ em. À, viết về gì vậy? Thì cái nhật ký của vợ em để lại cho con đó anh. Dạ, thì báo đăng luôn à? Dạ, báo Tuổi Trẻ có đăng á. Mà sao báo viết là lại viết về vợ em? Dạ, thì hồi trước thì chị gái của em thì có chia sẻ cái câu chuyện của vợ em cho cái anh bạn làm bên báo Tuổi Trẻ. Thì anh đến tìm hiểu và anh viết cái bài báo này. Đầu tiên xem nào. Một câu chuyện chắc là cũng được lan tỏa ở đây, thành ra mới được đăng báo nè. Mình xem nha. Chuyện đi anh. Không biết là anh có chuẩn bị những cái gì cho tương lai nếu như mà mình đã có những cái câu chuyện xung quanh mình như vậy ấy. À, thì nhà thì cũng có rồi mà dạ. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng, nếu mà tiến tới thì cùng nhau đi làm về ấy thôi, còn thu nhập của anh bây giờ thì cũng ổn định, cũng lo được cho gia đình 4-5 người. À dạ. Nếu như mà em đồng ý thì anh nghĩ rằng Quân rất là hạnh phúc, đúng không? Dạ. Bây giờ anh nói thật là đối với người đối diện em có rung động gì chưa? Dạ, cũng có. Em có rồi đúng không? Dạ. Em có thích cô gái ngồi trước mặt mình không? Có. Có đúng không? Bây giờ nè, mình bước tới, mình nói những gì mà tận trái tim của mình đi. Hai bạn cũng lớn rồi, đủ để có thể đưa ra quyết định chính đáng, chính xác. Rồi, bước tới đi, nói sao cho cô ấy tin mình thôi. Quan trọng là nói làm sao để cô ấy có thể nghĩ đây là một bờ vai để mình tựa vào, một trụ cột của gia đình. Để lo cho cô ấy được rồi. Nắm tay nè, nắm tay em đứng lên đi cưng. Bé rồi. Thì đến với chương trình thì anh cũng mong muốn là tìm được một nửa cho mình. Thì hôm nay gặp được em đây cũng là một cái duyên. Thì anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội. Dạ, cảm ơn anh, thì em thấy là cũng có duyên thì mới gặp mặt. Ngày hôm nay thì đến đây thì câu chuyện của anh thực sự là rất là xúc động. Và bản thân em thì đến bây giờ thì cũng vẫn còn rất là nghĩ rất là nhiều ạ. Để mà đưa ra ngay quyết định là như thế nào thì cũng thực sự là em vẫn còn khá là ngổn ngang. Nếu mà tìm hiểu thêm mà phát triển được mối quan hệ thêm thì em cũng hy vọng là em và anh cũng như là em bé thì có một cái kết thúc tốt. Còn nếu như không thì em cũng hy vọng rằng là mình sẽ có thể chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống trong tương lai. Vậy là hiểu vấn đề rồi đó, tức là bạn gái đã mở lòng rồi đó cưng. Dạ dạ. Hả? Rồi về ghế đi các bạn. Dạ. Chứ đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thật sự chúng ta rung động, chúng ta hãy bấm nút. Bấm nút để cho nhau cơ hội, bấm nút để tiến xa hơn nha. Mình đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả.
Một, chuẩn bị. 2 3. Chúc mừng các bạn. Hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ngoài kia vẫn còn sóng gió, vẫn còn ngổn ngang đó, nhưng ta biết đoàn kết với nhau, kết hợp với nhau sẽ xóa đi tất cả mọi cái ngổn ngang đó, sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người để cho nó hoàn thiện hơn nha. Và chị mong là em và bạn này sẽ có một kết thúc rất là tốt đẹp. Dạ, cảm ơn. Ok. Dạ. À, hôn nữa, quên. Hôn, phải cái hôn đầu tiên. À. À. Rồi, do anh xin phép hôn em một cái. Xin phép hai bên gia đình em được hôn bạn một cái. Hôn má đúng không ạ? Hôn má. Em nghĩ chắc không sao. Cảm ơn.